Ca sĩ Phương Thanh cảm ơn Bộ Công an, trắng đen tới lúc phải rõ ràng, cá nhân ai làm sai phải chịu thôi. Dòng trạng thái cảm ơn Bộ Công an của ca sĩ Phương Thanh đang được cư dân mạng bàn luận sôi nổi. Nhiều tháng qua, câu chuyện nghệ sĩ làm từ thiện và cụm từ sao kê là đề tài được công chúng dành nhiều sự quan tâm. Liên quan đến loạt lùm xùm trong công tác từ thiện của Thủy Tiên và các nghệ sĩ khác, Bộ Công an đã vào cuộc và thu thập nhiều thông tin để làm rõ vụ việc. Giữa lúc sự việc ngày càng căng thẳng thì mới đây ca sĩ Phương Thanh có dòng trạng thái gây chú ý. Theo đó, ngày 8 tháng 10, giọng ca đêm lao sao viết trên trang cá nhân: Bộ Công an vào cuộc và dứt khoát, trắng đen tới lúc phải rõ ràng, cá nhân ai làm sai phải chịu thôi. Chứ để lâu, nghệ sĩ tụi em và khán giả đều bị tổn thương như nhau. Tụi em cảm ơn các anh rất nhiều, thả tim cho nghệ thuật sáng trong và xanh tươi nè. Đáng chú ý, dưới bài đăng, ca sĩ Phương Thanh để lại bình luận đầy ẩn ý. Một Facebook vừa bị block không cho Thanh nói, hay, phải nói lời cảm ơn để Bộ Công an xử lý cho nhanh chứ, như vậy tới khi nào? Chưa rõ nhân vật được Phương Thanh đề cập là ai, tuy nhiên bài viết của nữ ca sĩ đang nhận nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng.